Ngoài uống viên uống vitamin C thì dưới đây chính là hai viên uống bạn nên bổ sung nếu bạn mong muốn rằng sẽ có làn da sáng hơn, mịn hơn, đặc biệt là loại bỏ các đốm sắc tố ở trên bề mặt da. Bạn đã quen thuộc với sản phẩm các viên uống có chứa vitamin C, chúng rất quen thuộc trong những quảng cáo để làm trắng và làm sáng da. Nhưng Hương sẽ chia sẻ đến bạn, bạn cần bổ sung kết hợp thêm với vitamin C hai loại viên uống này. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nói về vitamin C để chúng ta uống sản phẩm này nó không sai đã. Điều đầu tiên này, đối với vitamin C thì đây là một cái vitamin nó không có lưu trữ trong cơ thể. Vì vậy chúng ta sẽ cần bổ sung đều đặn hàng ngày. Và hàm lượng chúng ta cần bổ sung đó chính là 500mg trên một ngày. Thông thường thì một cái viên uống này nó sẽ khoảng tầm 500mg, bạn nhìn ở trên bao bì nhá. Thứ hai này là vitamin C hãy lựa chọn là dạng este, tức là dạng muối này thì nó sẽ không có chua, không có ảnh hưởng đến dạ dày, bạn uống sẽ tăng khả năng hấp thụ hơn. Và thứ ba này, chúng ta nên uống thật là nhiều nước để C có thể hỗ trợ hấp thụ vào cơ thể chúng ta tốt hơn. Và cái thời điểm tốt nhất chúng ta uống nó là khoảng tầm 2 tháng, sau đó hãy cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 1 tháng nha. Rồi viên uống đầu tiên Hương muốn chia sẻ đến bạn và kết hợp với vitamin C để làm trắng làm sáng da, đó chính là cái thành phần L-cysteine. Đây là một thành phần nó khá an toàn, lành tính. Cũng là cái combo vitamin C và L-cysteine này Hương đã chia sẻ rất là nhiều các video phía trước. Thứ nhất là an toàn này, lành tính này. Thứ hai là giá thành vô cùng là phải chăng. Thông thường hàm lượng chúng ta uống L-cysteine là khoảng tầm 1000mg một ngày là đã có hiệu quả rồi. Còn bạn nào đó mong muốn rằng là cái liều tấn công hay làm sáng da vượt trội thì khoảng tầm 1500-2000mg một ngày. Tác dụng chính của L-cysteine sẽ là hỗ trợ tăng cường cái khả năng chuyển hóa các sắc tố từ màu sậm hơn, tối màu sang cái màu sáng hơn, đồng thời khiến làn da chúng ta khỏe hơn. Và thông thường chúng ta nên uống một cái lộ trình khoảng tầm là 3 tháng, sau đó cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 1 tháng. Loại viên uống thứ hai Hương khuyên bạn nên bổ sung kết hợp cùng vitamin C đó chính là viên uống có chứa thành phần là glu. Cái này Hương nói tắt thôi nhá vì nó là một cái từ ngữ nó hơi dễ vi phạm này. Thành phần glu này thì nó sẽ tối ưu hơn cái thành phần là L-cysteine ở phía trên. Do vậy thì giá thành nó sẽ thường cao hơn một xíu. Thì tác dụng đầu tiên vẫn là làm sáng da, tức là sẽ tăng cường khả năng là chuyển sắc tố từ màu sậm sang cái màu sáng hơn. Nhưng tác dụng thứ hai mà cái glu này có mà L-cysteine không có là chúng sẽ hỗ trợ chống lão hóa cho làn da. Tức là chúng ta uống một viên uống mà tác dụng được cả hai. Đối với thành phần glu này chúng ta cũng uống một cái hàm lượng khoảng tầm 1500, khoảng 1000 cho đến 2000mg. Nếu mà thông thường hàng ngày daily chúng ta uống thì khoảng tầm 1000 để duy trì, kết hợp với 500mg vitamin C. Còn nếu chúng ta mong muốn rằng làm sáng vượt trội hơn hay là tấn công trong một thời gian thì có thể uống được khoảng tầm 1500 cho đến 2000mg nha. Vậy thì chúng ta sẽ có hai combo đưa ra ở đây. Thứ nhất là 500mg vitamin C kết hợp với khoảng tầm 1000 L-cysteine. Combo thứ hai là 500mg vitamin C kết hợp với khoảng tầm 1000 glu sẽ đem lại hiệu quả tối đa. Vậy thì bạn đã có viên uống nào và đã biết cách uống hay chưa? Hãy comment ở phía dưới chia sẻ cùng với Hương nha.